Vào lúc 16 giờ ngày 15 tháng 10, tại khu vực mỏ titan Nam Suối Nhum, xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận đã xảy ra sự cố sạt lở cát làm tràn bùn cát từ bãi thải đến khu vực văn phòng của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Quang Cường, cách đó khoảng 500m. Bước đầu xác định có 4 công nhân làm việc tại hiện trường, trong đó một công nhân đã tử vong là anh Bùi Quang Trình. Nguyên nhân ban đầu của vụ sập mỏ được cho là do việc di chuyển bãi cát hiện hữu sang vị trí khác ở độ cao khoảng 20m. Đến chiều tối cùng ngày, nhiều phương tiện máy móc, xe cứu thương cùng xe của cơ quan chức năng đã được huy động đến hiện trường. Trong sáng nay 16 tháng 10, hàng chục phương tiện cơ giới đã được điều động đến hiện trường tìm kiếm. Khu vực hầm mỏ rộng lớn với diện tích hàng chục hecta khiến việc tìm kiếm khá khó khăn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành công văn hỏa tốc để các đơn vị huy động toàn bộ phương tiện, thiết bị, nhân lực tập trung tìm kiếm, khắc phục sự cố. Trường hợp cần bổ sung phương tiện, thiết bị thì kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo hỗ trợ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận cũng giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Thuận Nam chỉ đạo các lực lượng cứu nạn cứu hộ hỗ trợ công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Quang Cường khắc phục sự cố và tổ chức lực lượng tìm kiếm liên tục người mất tích. Mỏ titan Nam Suối Nhum của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Quang Cường thuộc tập đoàn Rạng Đông có vị trí khai thác kéo dài từ xã Thuận Quý đến xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam. Mỏ titan này được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép khai thác từ tháng 4 năm 2015 với diện tích 515,5 hectare, thời gian khai thác là 23 năm. Vị trí 4 công nhân bị chôn vùi nằm trong vùng mỏ bàn giao mặt bằng để thi công đường ven biển DT719B.